em nha, 2 triệu. Bây giờ mình hỏi ra các bạn 2 triệu là các bạn có thể mua xe gì ta? Hôm nay nha, chỉ với 2 triệu đồng thôi, 2 triệu đồng thôi, Linh nghe em xe Container Raider này về nha mọi người, 2 triệu. Thủ tục trả góp cực kỳ đơn giản luôn, các bạn chỉ cần đủ 18 tuổi, có chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân mang xe về nha. Và nếu mọi người có thêm cái hộ khẩu này hoặc là bằng lái xe cũng như là bảo hiểm y tế nha mọi người, thì mọi người cứ mang lên hết cho Mi nha, để Mi hỗ trợ các bạn có một cái lãi suất ưu đãi hơn nha. Và khi nào bạn đối với dòng xe này các bạn nào mà có điều kiện hơn á thì mình trả trước tầm 40-45% nha mọi người, thì mình sẽ được nhận ngay cả vài gốc luôn ha. Đấy, về phần mà khi nào các bạn liên xe mua xe có liên hệ đặt lịch mua xe trước với Mi, các bạn sẽ được Mi hỗ trợ từ 1 triệu đến 2 triệu đồng tiền xăng xe này, giảm ngay combo quà tặng trị giá 2 triệu đồng cho bạn nào có liên hệ trước với Mi nha, và được hỗ trợ 50% tiền phụ kiện cho các bạn này, và được rất là nhiều quà tặng ưu đãi khác đi kèm theo xe nha mọi người. Cho nên là mình yên tâm mua xe máy tại cửa hàng An Thành Phát nha mọi người. Đấy, các bạn thấy không, ở bên phía hai tay bên Mi sẽ là hai em rider nha mọi người. Trời ơi mọi người ơi, thời điểm tháng 12 này ấy, nay là giữa tháng rồi đó mọi người. Đấy, em này Mi xin cập nhật về giá nha. Đấy, 48 triệu đồng cho các bạn nào ha, mua góp chỉ cần trả trước 2 triệu cho Mi thôi là có thể hốt ngay em xe rider này rồi về rồi ha. Đấy, đối với chị nữ nào mà mọi người đam mê dòng côn tay ha, mình không thích Sonic hoặc là Satria thì mình có thể hốt ngay em này nha mọi người. Đấy, em rider này là của hãng Suzuki nha mọi người. Đấy, về phần côn tay á, thì Mi khá là thấy dòng côn rider này giá lại vừa rẻ này mọi người. Đấy, vừa chạy vừa êm và vừa mềm này, giá rất là mềm nha. Đấy, về cái thủ tục trả góp cũng cực kỳ là đơn giản luôn nha mọi người, nên là mình nhanh tay mình mua xe nha. Đấy, các bạn thấy không, ở bên đây sẽ là một em màu, cái mâm nó màu đỏ hay Mi gọi là màu trắng đỏ nha mọi người nha. Đấy, cho nó gọi là màu ba trắng đỏ đen cũng được ha. Đây các bạn thấy không, ở đây nó màu đen này, đấy ở đây nó màu trắng, ở đây nó màu đỏ này, Mi gọi là trắng đỏ đen nha. Đấy, em này là gọi là tích hợp ba màu nha mọi người. Thì đối với dòng bạn này mà bạn nào mà thích sự may mắn á, thì mình có thể chốt em này cũng được nha mọi người. Đấy, trắng này, trắng của sự tinh tế nha mọi người. Đấy, mâm này gọi là mâm jean nha mọi người. Đấy, jean toàn em nha. Yên xe này. Đấy, trời ơi, bạn nào mà bạn nữ nào mà đam mê cái dòng cá tính này. Đấy, cá tính mà thích côn tay đúng không? Raider nha mọi người. Lựa chọn số 1 hàng đầu cho các bạn nữ bánh bèo mà đam mê dòng côn tay nha. Đấy, tiếp theo đây sẽ là một em màu xanh. Xanh này là xanh gì ta? Nó có hai màu nha mọi người. Đấy, xanh này là gọi là màu gọi là màu xanh xi măng nha. Đấy, em này cũng gọi là rất là đẹp nha mọi người. Đấy, màu đen này. FI. Đây là dòng hình như là cũng có phun xăng nữa đó nha mọi người. Đây là FI là có phun xăng rồi đó. Đấy, em này cũng là mâm zin này. Đấy các bạn thấy không? Phía không xương sườn này các bạn, rất là đẹp nha. Đấy. Trời ơi, anh nào mà hay là chị nữ nào mà đi em xe này thì thể hiện được cái sự cá tính này. Đấy, vừa bánh bèo này. Chị nào mà bánh bèo thôi nha, chứ không phải là chạy xe này mà bánh bèo nha. Đấy, mình nói nhầm thôi nha mọi người. Đấy, nói cho vui thôi, mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng của Mi nằm tại ngã tư khu nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha mọi người. Mọi người cần tư vấn thêm thì cứ alo ngay cho Mi qua số điện thoại 0325 333 789, Mi sẽ hỗ trợ và tư vấn các bạn thêm ha. Và cửa hàng của Mi có hỗ trợ độ màu 3D theo yêu cầu của tất cả mọi người này. Màu sơn á, thì bảo hành được từ 3 năm đến 5 năm không bong tróc cho mọi người luôn. Nếu mà có bong tróc thì cứ mang ra cửa hàng của Mi ha, để Mi hỗ trợ sơn lại hoàn toàn miễn phí cho các bạn luôn nha. Cũng như nói với dòng xe công tay này, cửa hàng của Mi có khu xe cũ đổi xe mới cho các bạn này, và hỗ trợ ship xe toàn quốc nha. Anh em 63 tỉnh thành, ở đâu bất cứ đâu, cứ liên hệ cửa hàng xe máy An Thành Phát và cứ liên hệ với Mi đầu tiên nha. Đấy, Mi sẽ hỗ trợ ship xe về tận nơi cho mọi người nha mọi người. Đấy, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi cửa hàng xe máy An Thành Phát nha mọi người. Cho Mi xin một nút like cũng như một subscribe kênh, càng yêu thích hơn nữa thì cho Mi xin một lượt chia sẻ nha mọi người. Đấy, có thể tương tác với Trang này. Đấy, có thể vừa cập nhật vừa giá xe này. Đấy, vừa giải trí cho các bạn xem cuối tuần nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.